Năm 76 cái nhà tôi học chú. Cái thời đấy là anh Hoàn, anh Tảo làm giám đốc. Xong rồi có anh rồi. Lê Xuân Tảo. Lê Xuân Tảo là bên giám đốc đấy. Bên này có cái con bé tên Hạnh mà nó nhỏ chú á. Là nhớ nó là vì mày nặng người được ít cho nó đi bỏ tao bón thì nhớ thì còn học trò không có nhớ bên này còn chiều nào bọn em cũng đi bộ qua cái con mang vào đấy con uống chiều nào đi qua cái đập này để đi cắt ngô cái đập lúc bấy giờ đập mới đắp lại thôi cái đang nói đây này cô giáo vào thì cô giáo vào đây đi tham quan thế này thế nào em đi chơi ở bên hồ Gia Trang xong rồi là em vào tham quan lại bây giờ con bà này em chỉ nhớ một con bé duy nhất là con bé tên Hạnh thôi. Con Hạnh là nó nhỏ xíu, hai mẹ con nhỏ xíu là nông trường. Tức là hồi đấy toàn là nông trường. Hạnh là con nhà Phúc Phúc Việt à? À, cái xin Việt thế này chứ. Đến cái Hạnh như Hương. Nhưng mà thì cái đó không có bố. Đúng rồi, Hạnh như Hương. Thế làm gì chị? Là con đó. Bọn... Nó làm con của... Về sau cánh này mới đi về cái ở đây thiếu giáo viên này.